Đại nhóm Hiệp Thánh, lễ bánh không men phước lành đã đến. Hôm nay, các quý vị và tôi hãy cùng dành thời gian để suy ngẫm một lần nữa về ý nghĩa của lễ bánh không men với chủ đề Lễ bánh không men và sự hoạn nạn. Khoảng 3.500 năm trước, vào thời đại của Môi Xe, Đức Chúa Trời đã quy định lễ trọng thể là lễ bánh không men. Khi người dân Israel ra khỏi xứ Egypto và trên đường đến xứ Canaan đượm sữa và mật, Kinh Thánh cho biết rằng hết thảy các lễ trọng thể trong cựu ước là hình và bóng của những sự kiện sẽ xảy ra trong tân nước. Cuối cùng, hết thảy lịch sử hình và bóng đã qua này đã được phản chiếu trong suốt cuộc đời của Đấng Christ. Ngày hôm sau, ngày giữ lễ vượt qua, mọi khổ nạn mà người dân Israel đã trải qua từ lúc ra khỏi xứ Egypto cho đến tận khi vượt qua biển đỏ biểu tượng cho những khổ nạn, đau đớn và hy sinh mà Đức Chúa Giêsu sẽ trải qua sau khi giữ lễ vượt qua. Cho đến lúc Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá vào ngày hôm sau. Đức Chúa Trời đã để lại hết thảy những ghi chép này vào 3.500 năm trước. Hết thảy công việc của Đấng Christ đã được bày tỏ là để làm hương cho chúng ta. Cho nên, trong khi noi theo tấm gương của Ngài, chúng ta nên gắng sức để sống vì vinh hiển của Đức Chúa Trời và vì các người nhà Sion yêu dấu của chúng ta chẳng phải phải sao. 2 nghìn năm trước, Peter và các môn đồ khác đã nói rằng lệ Chúa, chúng tôi sẽ đi theo Ngài cho đến chết. Họ đã luôn biểu hiện sự hiến thân vì Đức Chúa Giêsu như thế này trong thời hòa bình. Thế nhưng, khi đối mặt với tình huống không thể tránh khỏi cái chết, tất cả đều đã bỏ trốn. Ngay cả Phêrô, người tự xưng là có đức tin mạnh mẽ nhất, cũng đã chối Đức Chúa Giêsu ba lần. Đức Chúa Giêsu biết rất rõ hết thảy tấm lòng và đức tin của họ. Vậy nên chẳng phải Ngài đã phán trước với họ rằng họ sẽ phủ nhận và rời bỏ Ngài hay sao? Hồi này hết, Đức Chúa Trời biết rõ loài người yếu đuối đến giường nào. Đức Chúa Trời biết dù điều có trong lòng chúng ta là gì, những điểm yếu của chúng ta cũng sẽ bộc lộ ra khi đối mặt với tình huống thử thách. Đó là lý do Ngài đã phán với Führer rằng trước khi gà gáy, người sẽ chối ta ba lần. Các môn đồ đã chối Ngài. Judas Iscariot là một trong số các môn đồ thậm chí còn phản bội Ngài. Hơn nữa, hãy thử suy nghĩ xem Ngài đã cảm thấy ra sao trong tình huống các môn đồ đều quay lưng lại với Ngài và bỏ chạy tết về phần xác, lẽ ra họ đều là những môn đồ mà ngài có thể trông cậy vào. Họ đã thổ lộ tín ngưỡng rằng tôi sẽ đi theo Chúa cho đến chết. Dù trong lòng ngài đã chịu đựng nỗi đau thể ấy rồi, nhưng cùng lúc đó ngài còn trải qua nỗi đau và sự thống khổ về phần xác, chịu vô số sự chế giễu và nhạo báng của kẻ đối nghịch, thậm chí là cả sự khổ nạn trên thập tự giá. Ngài đã trải qua khoảng thời gian mà nỗi đau bên trong và nỗi đau bên ngoài chồng chéo lên nhau. Và đó thực sự là lúc nỗi đau này nối tiếp nỗi đau kia. Có những người tuyên bố rằng tôi nói theo dấu chân của Đấng Christ, tôi theo gương của Đấng Christ. Nhưng khi gặp khó khăn trong lúc tiến hành tin lành, thì họ đã dừng lại hành trình của đức tin. Thêm vào đó, có khá nhiều người đang quay lưng lại với con đường tín ngưỡng dẫn dắt đến nước thiên đàng này. Trường hợp này đã xảy ra vào đương thời hội thánh sơ khai và thời đại ngày nay cũng như vậy. Tuy nhiên, khi chúng ta thành công vượt qua hết những nghịch cảnh này, thì chẳng phải Mão chiều Thiên Vinh Hiển đời đời ở trên trời chắc chắn sẽ được ban cho chúng ta hay sao? Vậy nên chẳng phải lễ bánh không men kỷ niệm sự khổ nạn hay sao? Đức Chúa Trời đã quy định luật lệ kiêng ăn trong lễ trọng thể này. Quả là thử thách khi chúng ta giữ theo luật lệ kiêng ăn, không ăn bất cứ thứ gì cho đến 3 giờ chiều. Nhưng chúng ta hãy dành thời gian suy nghĩ đến Đấng Christ, là Đấng đã chịu đòn roi một cách tàn nhẫn và vác thập tự giá lên đồi Golgotha. Chúng ta nên suy nghĩ xem tại sao Đức Chúa Trời đứng đáng được tôn quý, vinh hiển, tôn vinh và tán dương nhất. Lại đến tận trái đất và sống cuộc đời thế này. Đó là để cứu sống và cứu chuộc chúng ta là các tội nhân. Tất cả đều là vì tội lỗi của chúng ta, vì lỗi lầm của chúng ta. Khi suy ngẫm về sự thật rằng chúng ta đã đặt gánh nặng tội lỗi lên ứng Christ vì lỗi lầm của chúng ta, Chúng ta phải nỗ lực để noi theo cuộc đời của Đấng Christ. Chúng ta phải đảm bảo sự bình an và sự cứu rỗi của các người nhà Siôn chúng ta. Những người đã ở trong lẽ thật nhưng chưa hoàn toàn từ bỏ con đường của thế gian. Trách nhiệm của chúng ta là liên tục dẫn dắt họ đi trên con đường đúng đắn. Chúng ta không nên coi lễ bánh không men chỉ đơn thuần là một trong các lễ trọng thể. Chúng ta phải quyết tâm, kiên quyết thay đổi cách sống cuộc đời mình mà nói theo cuộc đời của Đấng Christ và nói theo tấm gương của Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể hoàn thành một cách trọn vẹn ý nghĩa của lễ trọng thể này mà Đức Chúa Trời Cha và Đức Chúa Trời Mẹ đã ban cho chúng ta. Vậy, hãy mở Lê Vi Ký chương 23 và suy ngẫm về ý nghĩa của lễ bánh không men trong kỷ ước. Chúng ta hãy cùng xem lời trong Lê Vi Ký chương 23 câu 5. Hãy xem lời trong chương 23 câu 5. Đến ngày 14 tháng riêng, qua buổi chiều tối, ấy là lễ vượt qua của Đức Giê-hô-va. Qua ngày rằm tháng này, ấy là lễ bánh không men để kính trọng Đức Giê-hô-va các người sẽ ăn bánh không pha men trong bảy ngày ngày đầu các người sẽ có một sự nhóm hiệp thánh chẳng nên làm một công việc xác thịt bây giờ khi xem ở đây thì thấy vào lễ bánh không men họ đã ăn bánh không pha men bánh họ ăn thường ngày là bánh mềm và dễ tiêu nhưng trong lễ bánh không men họ ăn bánh không có men và rau đắng để nhớ đến sự khổ nạn Vậy chúng ta hãy xác minh ý nghĩa sâu xa đằng sau việc lập nên lễ trọng thể này. Thông qua xuất tô ký chương 14. Xuất tô ký chương 14. Xem lời trong xuất tô ký chương 14 câu 1 thì thấy. Đức Diều và phán cùng môi xe rằng hãy truyền cho dân Israel trở lại đóng trại tại trước ha Hà rốt ngang banh Sê-phôn Giữa khoảng Midon và biển, các người hãy đóng trại đối diện nơi này, gần biển. Chắc Pharaoh sẽ nói về dân Israel rằng, dân đó lạc đường, bị khốn trong đồng vắng rồi. Ta sẽ làm cho Pharaoh cứng lòng, người sẽ đuổi theo dân đó. Nhưng ta sẽ vì Pharaoh và cả toán binh người được dạng danh. Người Egypto sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, dân Israel bèn làm như vậy. Và họ báo cùng vua Egypto rằng dân Hebrew đã trốn đi rồi. Lòng Pharaoh và quân thần đối cùng dân đó bèn thay đổi nói rằng chúng ta đã làm chi vậy? Tha dân Israel đi để khỏi phục dịch ta nữa sao? Pharaoh bèn thắng xe và đem dân mình theo. Người đem 600 xe thượng hạng và hết thảy xe trong xứ Egypto trên mỗi xe đều có chiến binh cả. Đức giê va làm cho Pharaoh, vua của xứ Ai cứng lòng, đuổi theo dân Israel. Nhưng dân này đã ra đi một cách dạn dĩ. Người Ai và cả ngựa xe, lính kỵ cùng toán binh của Pharaoh đều đuổi theo dân Israel. Gặp đương đóng đồn nơi bờ biển gần Phi Hai Đốt, ngang bay xephone Câu 10 Và khi Pharaoh đến gần, dân Israel ngước mắt lên, thấy dân Ai Cập đuổi theo, bèn lấy làm hãi hùng, kêu van Đức Giê-hô-va. Chúng lại nói cùng môi xe rằng, xứ Ai Cập há chẳng có nơi mộ phần, nên nỗi người mới dẫn chúng tôi vào đồng vắng đặng chết sao? Người đưa chúng tôi ra xứ Ai Cập để làm chi? Chúng tôi há chẳng có nói cùng người tại xứ Ai Cập rằng để mặc chúng tôi phục dịch dân Egypto, vì tha rằng phục dịch họ còn hơn phải chết nơi đồng vắng. Môi xe đáp cùng dân sự rằng, chớ sợ chi, hãy ở đó. Rồi ngày nay xem sự giải cứu Đức Giê-hô-va sẽ làm cho các ngươi. Vì người Egypto mà các ngươi ngó thấy ngày nay, thì chẳng bao giờ ngó thấy nữa, Đức Giê-hô-va sẽ chiến cự cho, còn các ngươi cứ yên lặng dân Israel đã bị quân đội Cập truy đuổi và sự đau đớn vẫn tiếp tục cho đến khi họ vượt qua biển đỏ. Ngay cả giữa dáng vẻ vinh quang của Đức Chúa Trời là đấng dẫn dắt họ bởi chú mây vào ban ngày và bởi trụ lửa vào ban đêm. Họ vẫn sợ quân đội Egypt hơn. Vì vậy, để người dân không bao giờ quên những gian khổ mà họ đã trải qua cho đến khi an toàn vượt qua biển đỏ. Đức Chúa Trời đã quy định lễ trọng thể hàng năm được gọi là lễ bánh không men vào ngày 15 tháng 1 thánh lịch. Chúng ta cũng phải luôn ghi khắc vào linh hồn mình mọi sự khổ nạn mà Đấng Christ đã trải qua. Chúng ta nên ghi nhớ cho đến tận thời khắc đi vào xứ Canaan phần linh hồn là nước thiên đàng vĩnh cửu chúng ta không được quên hết thảy mọi quá trình khổ nạn mà Đấng Chris đã trải qua sau khi ngài giữ lễ vượt qua, dẫu phải đối mặt với khó khăn thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không được nản lòng và bỏ cuộc. Chúng ta phải học theo cuộc đời của Đấng Chris thông qua những gian khổ này. Cuộc sống trên trái đất này thật sự khó nhọc đến mức phải dùng mình thể ấy. Thì tấm lòng Đấng Christ đã ra sao khi Ngài gánh vác thập tự giá để cứu rỗi nhân loại đây? Tấm lòng của cha đã ra sao? Tấm lòng của mẹ đã ra sao? Chúng ta phải lướt suy ngẫm những điều thể này và trở thành người có thể chịu đựng và vượt qua những khó khăn của mình. Chúng ta hãy xem một vài trường hợp mà Đấng Christ đã trải qua khi Ngài đến trái đất này vào 2.000 năm trước để ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Hãy xem lời trong Tin lành Luca chương 23 câu 33. mươi 살피겠습니다. Đi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên cây thập tự tại đó. Cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tả. Xong Đức Chúa Giêsu cầu rằng, lạy cha xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì đoạn họ bắt thăm chia nhau áo sống của ngài dân chúng đứng đó mà ngó các người coi việc nhạo cười ngài rằng nó đã cứu kẻ khác nếu nó là đấng christ đấng đức chúa trời đã lựa thì hãy cứu mình đi quân lính cũng dẫn cợt ngài lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng nếu ngươi là vua dân Juda hãy tự cứu lấy mình đi ý trên đầu ngài có để rằng người này là vua dân Juda và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng người không phải là đấng kết sao hãy tự cứu lấy mình ngươi cùng chúng ta nữa nhưng tên kia trách nó rằng người cũng chịu một hình phạt ấy còn chẳng sợ đức chúa trời sao về phần chúng ta chỉ là sự công bình về hình ta chịu xứng với việc ta làm nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng, Hỡi giê -xu, khi Ngài đến trong nước mình rồi, xin nhớ lấy tôi. Đức Chúa giê -xu đáp rằng, Quả thật, ta nói cùng ngươi, hôm nay, ngươi sẽ được ở với ta trong nơi Baradi. Khi xem cảnh trong Luca chương 23 câu 33-39, đến 39. chúng ta có thể thấy người ta đã dỡn cợt, nhạo báng và phỉ báng Ngài đủ mọi cách. Những người này đã nhóm lại với nhau, không ngần ngại mà chế giễu và nhạo báng Đức Chúa Giêsu. Thậm chí tên trộm cướp ở bên tả là kẻ bị đóng đinh vì tội ác gớm ghê của hắn, cũng đã tham gia vào hành động khinh thường và chế giễu Đức Chúa Giêsu. Là đấng bị đóng đinh trên thập tự giá mà không có tội lỗi nào. Đây là cảnh miêu tả những sự mà Đức Chúa Trời Cha của chúng ta đã trải qua khi Ngài đến trái đất này vào hai nghìn năm trước để cứu chúng ta. Hãy cùng xem lời trong tin lành Matthew chương 26 câu 62. Thầy cả thượng phẩm bè đứng dậy mà nói với ngài rằng những người này làm chứng mà kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với ngài rằng Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hàng sống mà thề. Hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời chăng? Đức Chúa Giêsu đáp rằng, thật như lời, và lại, ta nói cùng các ngươi. Về sau các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép Đức Chúa Trời. Và ngự trên mây từ trời mà xuống. Đây cả thượng phẩm bèn xé áo mình mà nói rằng, nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các người vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng nó đáng chết. Họ bèn nhổ trên mặt ngài, đấm ngài. Lại có kẻ vả ngài mà nói rằng Ở Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Các Phật thọ tạo đã làm ra những hành động đối nghịch thế này với Đức Chúa Trời là đứng sáng tạo họ thậm chí còn không do dự đòi giá hình phạt cho tội lỗi ấy trả lại trên họ và con cháu họ. Chúng ta hãy chuyển sang chương 27, câu 27. Hãy xem lời trong câu 27. Lính của quan tổng đốc bèn đem Đức Chúa Giêsu vào công đường và nhóm cả cơ binh vây lấy Ngài. Họ cởi áo Ngài ra, lấy áo điều mà khoác cho Ngài. Đoạn, họ đương một cái mão gai mà đội trên đầu và để một cây sậy trong tay hữu Ngài rồi quy xuống trước mặt ngài mà nhạo báng rằng lại vua của dân Juda. Họ nhổ trên ngài và lấy cây sậy đánh đầu ngài. Khi đã nhạo báng ngài rồi, thì họ cởi áo điều ra mà mặc áo của ngài lại, rồi đem ngài đi đóng đinh trên cây thập tự. Chúng ta vừa đọc Luca chương 23 và Matthew chương 26 và 27. Ngay cả bây giờ, khi xem hết thầy những ghi chép này mà chỉ diễn tả một phần những sự đấng Christ đã chịu đựng, các quý vị cảm thấy thế nào? Hãy tưởng tượng rằng cha phần xác của chúng ta phải chịu đựng những điều này mặc dù cha không có tội, là các con cái của cha, các quý vị sẽ cảm thấy thế nào? Đó sẽ là cảnh tượng không thể nào chịu nổi. Nếu chúng ta chứng kiến những lời chế giễu và xúc phạm thể này ngay trước mắt, chúng ta sẽ phẫn nộ rằng sao những việc này lại có thể xảy ra được? Tuy nhiên, Đấng Christ đã trải qua mọi đau đớn thể này vì tội lỗi mà chúng ta đã gây ra. Nếu đã nhận ra điều này, chúng ta phải tự hỏi bản thân xem hôm nay chúng ta nên có quyết tâm gì trong khi sống cuộc đời mình. Thế nên Đức Chúa Giêsu đã dạy rằng nếu muốn nói theo cuộc đời của Đấng Chris, chúng ta phải vác thập tự giá của mình trong thế gian tội lỗi này mà theo Ngài. Đức Chúa Giêsu dạy rằng đây chính là cách để trở về nước thiên đàng vĩnh cửu. Chúng ta hãy chuyển sang Matthew chương 16. Hãy xem lời trong tin lành Matthew chương 16 câu 24. Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng môn đồ rằng nếu ai muốn theo ta, ai muốn theo đấng Christ để được vào nước thiên đàng vĩnh cửu, Y phải liều mình, phải từ bỏ lòng tự tôn và lòng tự cao, vác thập tự giá mình mà theo ta. Thập tự giá ở đây không chỉ về thập tự giá thực tế, mà biểu tượng cho sự khổ nạn. Đức Chúa Giêsu đã phán rằng chúng ta phải gánh vác sự khổ nạn đó và đi theo Ngài. Hãy xem lời trong câu 25. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống thì sẽ được lại. Tại đây, trong câu này, Đấng Christ đang dạy hết thầy chúng ta là các con cái Siôn rằng, nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình và thập tự giá mình mà theo ta. Vì vậy, chúng ta có thể kết luận rằng tinh thần của lễ bánh không men là gác lại mọi suy nghĩ kiêu ngạo và tự mãn. Vác thập tự giá và đi theo đấng Christ bằng cả tấm lòng với mục đích duy nhất là cứu rỗi nhân loại. Hết thảy những sự kiện mà cha trải qua đều đã được tiên tri chính xác trong Esai chương 53. Người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Rốt cuộc, nguyên nhân cốt lõi đằng sau tất cả những sự kiện mà cha đã trải qua này là vì chúng ta, các con cái của Ngài. Hôm nay chúng ta tuyệt đối không được quên điều này. Nếu quên mất điều này, chúng ta có thể đối xử bất cẩn với các anh chị em của mình và hơn nữa chúng ta sẽ không có được đức tin cần thiết để noi theo trọn vẹn cuộc đời của đấng Chris và tấm gương của ngài chúng ta hãy luôn nhớ đến cuộc đời của đấng Chris tôi mong rằng chúng ta nhất định sẽ không quên sự hy sinh của đức chúa trời cha và đức chúa trời mẹ không quên con đường của sự khổ nạn mà ngài đã bước đi vì chúng ta vậy thì chúng ta phải học điều gì từ những khổ nạn trong cuộc đời của đấng Chris Hãy chuyển sang thứ nhất phi chương 2. Hãy xem lời trong thứ nhất phi chương 2 câu 19. Vì nhân cớ lương tâm đối với Đức Chúa Trời mà chịu khốn nạn trong khi bị oan ức, ấy là một ơn phước. Khi gặp khó khăn, vất vả và đau đớn, chúng ta phải nghĩ đến Đức Chúa Trời trước tiên rằng Đức Chúa Trời thậm chí đã chịu đựng tất cả những thử thách còn lớn hơn những gì tôi đang trải qua. Ngài đã bước đi trên con đường thể ấy thay tôi. Trong bản dịch khác thì đã được chép rằng nếu chịu khổ và kiên nhẫn chịu đựng thì Đức Chúa Trời sẽ rất đẹp lòng. Câu 20 Và mình làm điều ác, bị đánh mà hay nhịn chịu thì có đáng khoe gì? Nhưng nếu anh em làm lành mà nhịn chịu sự khốn khó, ấy là một ơn phước trước mặt Đức Chúa Trời. Câu 21 anh em đã được kêu gọi đến sự đó vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương. Đấng Christ đã làm gương về sự khổ nạn, hầu cho anh em no dấu chân Ngài. Hãy xem câu 22. Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chi dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho đấng xử đoán công bình ngài gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ Hầu cho chúng ta là kẻ đã chết về tội lỗi được sống cho sự công bình lại nhân những lần đòn của ngài mà anh em đã được lành bệnh vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đứng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình trong mỗi quá trình dẫn dắt các anh chị em Sion trở vào vòng tay của Đức Chúa Trời, chúng ta luôn phải ghi nhớ rằng, trong khi để lại tấm gương cho chúng ta, Đức Christ đã chịu đau đớn thể nào vì chúng ta và nói theo dấu chân Ngài. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể cứu rỗi các linh hồn khác. Đây là điều Sứ Đồ Führer nhấn mạnh trong Thứ Nhất Führer chương 2. Cho nên vào thời đại tân nước, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta thời gian kiêng ăn thông qua lễ bánh không men mà chúng ta đang giữ hôm nay để chúng ta không quên dù chỉ một chút mà càng ghi nhớ hơn nữa về cuộc đời của Đấng Christ Chúng ta hãy chuyển sang Mark chương 2. Mặc dù thời gian kiêng ăn chỉ diễn ra ngắn ngủi, nhưng ngay cả khi kiêng ăn như vậy, nhiều người vẫn cảm thấy khó khăn và đau đớn. Mark chương 2 câu 18 và môn đồ của răng và người pha đều kiêng ăn. Có người đến thưa cùng Đức Chúa Giêsu rằng, bởi cớ nào môn đồ của răng và môn đồ của người pha đều kiêng ăn? Còn môn đồ của thầy không kiêng ăn? Đức Chúa Giêsu phán rằng, bạn hữu của chàng rể có kiêng ăn được, trong khi chàng rể còn ở cùng mình chăng? Thế chàng rể còn ở với họ đến chừng nào, thì họ không thể kiêng ăn được đến chừng ấy. Xong tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, ở đây, sự kiện Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá chính là ngày chàng rể phải bị đem đi. Xong tới kỳ chàng rể phải đem đi khỏi họ, trong ngày đó họ sẽ kêu ngăn. Theo lời dạy dỗ này, vào thời đại của Đức Thánh Linh, bây giờ chúng ta đang kỷ niệm lễ bánh không men hàng năm bằng việc kiêng ăn cho đến lễ thờ phượng buổi chiều để biểu hiện rằng chúng ta đang giữ phần vào sự khổ nạn của Đức Christ dù chỉ là một chút. Việc kiêng ăn không nên chỉ đơn thuần là một mục tiêu, thay vào đó, chúng ta nên suy nghĩ về ý nghĩa trong khi kiêng ăn. Sau khi giữ lễ vượt qua, Đức Chris không ngủ suốt đêm. Ngài đã cầu nguyện trong vườn Gethsemane, trong khi nghĩ đến sự khổ nạn mà Ngài sắp phải chịu đựng. Kinh Thánh ghi lại rằng, mồ hôi của Ngài trở nên như giọt máu lớn. Chỉ cần chứng kiến cảnh này thôi, chúng ta cũng có thể hiểu được. Thời khắc đó chắc hẳn đã đau đớn, buồn giàu và khó khăn đến mức nào đúng không? Sau khi cầu nguyện xong, ngài đến cùng các môn đồ thì thấy tất cả đều đang ngủ gật. Hãy thức canh và cầu nguyện kéo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Khi đến với các môn đồ ba lần và trông thấy họ đều đang ngủ hết thảy, Ngài đã cảm thấy cô đơn biết bao đây. Dù chỉ xem tình huống vào hai năm trước thôi, thì thấy đã không có một ai chia sẻ cùng nỗi đau và nỗi thống khổ của cha. Mọi người đều hội vàng chạy trốn khỏi Ngài để tránh tình huống đó. Họ đã phủ nhận Ngài. Thậm chí, một trong các môn đồ còn bán Ngài để lấy 30 đồng bạc. Ngài đã trải qua khoảng thời gian cô đơn biết bao. Hông. Thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Sau khi đánh thức các môn đồ, ngài lại đi và cầu nguyện. Rồi khi ngài trở về, họ lại đang ngủ. Đây là điều mà chúng ta đang làm bây giờ. Nỗi đau của Thập tự giá là sự khổ nạn không thể chịu đựng nổi. Thế mà trong cuộc đời của đấng Christ, đã không có một ai an ủi, và cũng không có ai đồng hành cùng ngài. Hiện tại, khoảng thời gian 2.000 năm đã trôi qua, nước thiên đàng nay đang đến gần hơn rất nhiều. Thời đại Đức Cha và thời đại Đức Con đã qua đi, hết thể chúng ta đang sống trong thời đại Đức Thánh Linh. Khi một lần nữa suy ngẫm về những sự kiện đã xảy ra trong quá khứ, hết thể chúng ta phải sẵn lòng giữ phần vào sự khổ nạn của Đức Christ và nói theo bước chân của Ngài. Hãy tìm thêm một câu nữa trong Nhất Phi chương 5. Hãy xem lời trong Nhất Phi chương 5 câu 10. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong đấng Christ. Thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Rốt cuộc giữa những khó khăn mà chúng ta đối mặt trên trái đất này chúng ta không bao giờ được quên rằng ở đó luôn có sự quan phòng của đức chúa trời để củng cố và làm cho đức tin của chúng ta trở nên vững chắc và không dao động thay vì chỉ cố gắng né tránh khó khăn nào đó chúng ta phải trở thành các con cái của đức chúa trời biết vượt qua và chiến thắng những khó khăn ấy chúng ta hãy luôn nghĩ đến đức chúa trời đức chúa trời đã đến tận trái đất này và chịu đựng hết thảy những điều này vì sự tha tội của chúng ta nếu so sánh với sự ấy những điều tôi đang trải qua chẳng là gì cả mong rằng các con cái nước thiên đàng có thể hiểu biết đúng đắn về lễ trọng thể lễ bánh không men và đi vào nước tiên đảng vĩnh cửu một cách bình an đến đây tôi xin kết thúc lời hôm nay xin cảm ơn